giảm cái chất lượng đi và nó bị khô, nó trở nên giòn và nó mỏng đi, dần dần nó sẽ nứt vỡ. Bình thường thì sụn khớp nó là một cái tổ chức rất là đặc biệt, nó bọc ở cái đầu của xương và nó nhẵn bóng, đồng thời nó có một chút láng dịch để nó trơn, với cái mục đích là nó làm giảm, nó triệt tiêu hoàn toàn cái ma sát giữa hai cái đầu xương cọ vào nhau khi mà cơ thể chúng ta vận động. Thế thì nhờ có cái tổ chức sụn như vậy thì xương được bảo vệ, đồng thời là khi chúng ta vận động thì tất cả các cái sức nặng đè lên xương, ví dụ chúng ta đứng lên thì toàn bộ cơ thể là đè lên khớp gối, đè lên cái xương cẳng chân, thì cái tổ chức sụn này nó sẽ có cái tác dụng, ngoài chuyện rất là cứng thì nó lại rất là linh hoạt, rất là mềm dẻo và nó tán cái lực đều ở trong ổ khớp, làm cho khớp chịu được một cái lực đè rất là nặng của cơ thể hoặc là cái lực nén rất là nặng khi mà mình vận động. Thế thì khi cái đầu sụn đấy, khi cái tổ chức bảo vệ đấy nó bị tổn thương, nó bị yếu đi, nó bị khô đi, nó bị mỏng đi, thì cái chuyện mà phân tán lực ở cái chuyện mà làm giảm ma sát khi vận động nó sẽ giảm đi và nó làm cho cái phần xương ở dưới sẽ bị dần dần cũng bị tổn thương theo, cái sức chịu lực của xương cũng sẽ bị ảnh hưởng và như vậy thì sẽ làm cho bệnh nhân đau, và khi cái sụn nó bị hủy hoại nhiều quá thì nó có thể mất sụn, vỡ sụn, nó gây viêm khớp rồi nó gây các cái phản ứng lại của đầu xương, nó làm cho bệnh nhân mỗi bước đi là mỗi bước đau. Đấy, thì đấy là cái sơ bộ của thoái hóa khớp, nó là như vậy.